Xin chào mọi người đã quay trở lại kênh Cuộc Sống Quanh Ta Vlog. Lời đầu tiên tôi xin kính chúc toàn thể quý vị và các bạn có một ngày mới mạnh khỏe và vạn sự như ý. Sau đây là thông tin chi tiết. Bạn đang muốn mua một chiếc nồi đa năng. Bạn muốn nó có thể nấu lẩu, nấu canh, rán, kho, thậm chí là chiên nướng được. Chúng tôi mang đến cho bạn một sản phẩm 2 trong một, đó chính là bếp lẩu nướng 2 ngăn Hàn Quốc. Nồi lẩu nướng 2 trong 1 Hàn Quốc 2 ngăn siêu chống dính với thiết kế nhỏ gọn, dễ sử dụng với đầy đủ tính năng của một chiếc nồi, vừa có thể nấu các món canh hay hầm, vừa có thể rán chiên cùng một lúc. Bếp sử dụng chất liệu gang tráng men chống dính, dễ dàng lau chùi, đảm bảo vệ sinh ăn uống, không gây hại cho sức khỏe. Bếp là sự kết hợp 2 trong 1, đường kết hợp lẩu giúp chúng ta vừa có thể thưởng thức món nướng vừa thưởng thức món lẩu vô cùng hấp dẫn. Mẫu mã sang trọng, bắt mắt, không bị bong chóc hay gì xét. Công suất mạnh mẽ, công suất 1200W làm chín thức ăn trong thời gian nhanh nhất. Hướng dẫn sử dụng, khi mua nồi về không nên nấu ngay mà mở nắp, lấy nồi ra, rửa sạch bằng nước ấm và xà bông để khô. Sau đó nấu thử ở nhiệt độ cao với nước để khử mùi và loại bỏ tạp chất. Chúng tôi cam kết, hàng chất lượng đảm bảo tiêu chí ngon, bổ, rẻ. Hàng hóa được kiểm tra rất kỹ trước khi gửi, hạn chế tình trạng lỗi do nhà sản xuất. Chế độ bảo hành 1 đổi 1 trong 7 ngày đầu cho tất cả sản phẩm. Sản phẩm được đóng gói cẩn thận, có giúp chống sốc và lớp chống nước đảm bảo an toàn. Cảm ơn mọi người đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các video sau.